Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh bông lan hấp. Nói đến bánh bông lan hấp thì có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng món bánh bông lan hấp này thì ngon không kém phần món bánh bông lan nướng. Hôm nay các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để thử làm món bánh bông lan hấp này nhé. Những chiếc bánh bông lan rất mềm và xốp, rất là thơm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm món bánh bông lan hấp này nhé. Để làm được món bánh bông lan này, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 3 quả trứng gà, 35g bột mì, 35g bột bắp, 50g đường, 30ml sữa tươi không đường, 20ml dầu ăn, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, một chút xíu muối trắng, một chút vani. Các bạn có thể sử dụng tinh dầu vani hoặc là vani dạng bột cũng được nhé. Và không thể thiếu được là các cái cúp giấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tách riêng phần lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Mình sẽ tách ra hai cái bát riêng biệt nhé. Trứng gà này rất là mỏng vỏ. Các bạn lưu ý cho mình là khi tách riêng phần lòng đỏ và lòng trắng trứng thì lòng trắng của mình không được dây một chút lòng đỏ nào nhé. Khi đã tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra rồi thì mình sẽ để lòng đỏ qua một bên. Bây giờ mình sẽ đánh bông phần lòng trắng trứng lên nhé. Mình sẽ cho vào cùng với lòng trắng trứng một chút nước cốt chanh và một chút muối mình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn có thể dùng máy đánh trứng hoặc là phới lồng để đánh bông lòng trắng trứng. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng máy đánh trứng để đánh bông lòng trắng trứng nhé. Khi lòng trắng trứng của mình đã nổi bọt như bong bóng xà phòng rồi thì mình sẽ từ từ cho đường vào. Các bạn vừa đánh vừa cho đường nhé. Mình sẽ chia đường ra làm 3 phần, mình cho vào 3 đợt. Khi mà các bạn đánh tan lớp đường thứ nhất thì các bạn mới cho tiếp đường vào nhé. Các bạn đánh cho đến khi lòng trắng trứng của mình bông lên. Các bạn nhấc phới lồng lên này. Thì phới lồng của mình nó có cái chóp mềm căng bóng như thế này là được. Đây các bạn, lòng trắng trứng của mình đã được rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ cho từ từ từng cái lòng đỏ trứng gà vào cùng với lòng trắng trứng và đánh tan nhé. Các bạn đánh cho lòng đỏ trứng tan hoàn toàn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho phần bột bắp và bột mì mình đã chuẩn bị sẵn vào trong cái tô trứng này. Mình sẽ lọc qua một cái rây nhé. Các bạn rây bột qua rây để bột thật mịn. Sau đấy mình sẽ dùng cây trộn bột trộn đều bột với lại phần lòng trắng và lòng đỏ trứng. Các bạn nhớ là trộn từ dưới lên trên và hất vào trong nhé. Mình sẽ tránh hạn chế vỡ các cái bọt khí của phần lòng trắng trứng đấy. Bạn nào mà không có cây trộn bột giống như mình thì các bạn có thể dùng các cái muôi dẹt hoặc là có cái mặt phẳng để các bạn trộn bột nhé. Sau khi đã trộn đều bột lên như thế này rồi thì mình sẽ để tô bột qua một bên. Mình sẽ cho phần dầu ăn này, sữa tươi và một chút vani vào trong một cái bát. Nếu không có vani nước giống như mình thì các bạn có thể dùng vani dạng bột nhé, ống vani đấy. Mình sử dụng vani để vani át đi cái mùi tanh của trứng gà và giúp cho bánh của mình thơm hơn. Bây giờ mình sẽ khuấy tan cái hỗn hợp này. Sau đấy mình sẽ cho từ từ hỗn hợp mình vừa mới trộn vào trong cái tô bột và cũng quấy đều lên các bạn nhé. Các bạn cho từ từ từng ít một, sau đấy mình trộn đều lên. Sau khi đã trộn đều bột xong thì bây giờ mình sẽ cho bột ra các cái cúp giấy mình đã chuẩn bị sẵn nhé. Mình sẽ sử dụng một cái thìa nhỏ để mình rót bột vào trong cúp giấy cho nó khỏi bị rớt ra ngoài. Các bạn rót khoảng 2/3 cúp thôi, để lát nữa bánh của mình còn nở phồng lên. Và mình đã có được 12 chiếc bánh xinh xắn như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ mang bánh đi hấp nhé. Thay vì những cách nướng bánh bông lan thông thường thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách hấp bánh bông lan nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình nồi hấp bánh, cho chút nước vào và đun cho nước sôi lên. Mình sẽ xếp bánh vào trong cái xửng hấp. Đợi nước sôi thì mình sẽ cho xửng bánh này vào hấp nhé. Nồi nước của mình đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho xửng bánh vào và đậy nắp phun lại đến trong khoảng chừng 10 đến 15 phút thôi bạn nhé. Cứ sau khoảng 5 phút thì các bạn mở nắp nồi ra, lau nắp nồi một lần để cho cái hơi nước đọng lại trên nắp nồi nó không rớt xuống bánh nhé. Các bạn để lửa vừa thôi. Sau 5 phút bánh của mình đã nở phồng rồi các bạn này. Trông rất là đẹp. Và đây là những chiếc bánh bông lan của mình sau khi hấp được 15 phút các bạn ạ. Các bạn sờ tay vào bánh đàn hồi này, không bị lõm xuống nữa, nghĩa là bánh đã chín rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho bánh ra ngoài để cho bánh nguội nhé. Và đây là thành quả của mình các bạn ạ. Những chiếc bánh bông lan hấp thơm ngon, hấp dẫn không kém gì những chiếc bánh bông lan nướng. Bánh rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bóc bánh ra để các bạn xem nhé. Khi bánh chín thì bánh tự róc ra khỏi cái khuôn giấy các bạn này. Mình sẽ bóc bánh ra. Bánh ra rất là dễ dàng. Wow, bánh rất là xốp. Các bạn có thể nhìn thấy này, bánh rất là xốp, rất là mềm. Mình sẽ ăn thử nhé. Bánh mềm, xốp và tan ngay trong miệng, rất là ngon các bạn ạ. Các bạn hãy làm món bánh bông lan hấp này và cùng thưởng thức với gia đình mình nhé. Mình đảm bảo là sẽ ngon không kém gì bánh bông lan nướng đâu. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh nhé.